đây là lý do bác sĩ mặc y phục toàn xanh trong phòng giải phẫu bạn có bao giờ thắc mắc vì sao các bác sĩ phẫu thuật lại mặc trang phục xanh lá hoặc xanh dương trong phòng phẫu thuật mà không phải màu khác hóa ra màu sắc của quần áo cũng quyết định rất lớn đến sự thành công của ca mổ Blue trắng có từ khi nào? Nói về nguồn gốc của chiếc blue màu trắng, biểu tượng của ngành y, nhiều tài liệu cho biết vào thế kỷ 19 thế giới đã có sự tôn trọng đối với tính chính xác của khoa học, tương phản mạnh với tính lang băm và mụ mị của ngành y khoa thời bấy giờ. Để đánh dấu sự chuyển tiếp khác biệt đến một nền y khoa hiện đại mang tính chất khoa học đó, các thầy thuốc đã nghĩ đến việc tự giới thiệu hình ảnh của mình như là những nhà khoa học và họ bắt đầu mặc loại áo biểu tượng nhất cho các nhà khoa học, chiếc áo choàng trắng trong phòng thí nghiệm cho đến sau này, hình ảnh chiếc áo choàng trắng được gọi là áo blue trắng chính thức trở thành biểu tượng phổ biến của ngành y trên thế giới. Vì sao bác sĩ phẫu thuật mặc trang phục toàn xanh? Màu chốt ở đây là màu trắng tinh khôi, có thể làm mờ mắt bác sĩ khi họ chuyển tầm mắt từ màu máu sang màu áo trắng của đồng nghiệp. Hiệu ứng này cũng tương tự như khi bạn đi ra ngoài vào mùa đông và nhìn thấy ánh mắt trời phản chiếu trong tuyết. Vì thế đến một ngày nọ vào năm 1914, một bác sĩ có uy tín tuyên bố từ bỏ bộ trong phục truyền thống màu trắng và thay bằng màu xanh lá, sau đó là xanh dương. Chi tiết này được ghi nhận trên tờ Today Sugikar News vào năm 1998 nhưng tại sao là màu xanh mà không phải là màu tía hay vàng nguyên nhân vì xanh lá và xanh dương là màu tương phản với màu đỏ trong quang phổ ánh sáng và trong một cuộc giải phẫu thì bác sĩ hầu như chỉ tập trung vào màu đỏ vì thế màu xanh của quần áo không chỉ giúp tăng cường độ chính xác hoàn hảo của thị lực mà cũng giúp bác sĩ nhạy cảm hơn với các sắc thái khác nhau của màu đỏ kết quả là nó giúp họ tập trung cao độ vào cuộc giải phẫu giảm xác suất họ mắc phải sai lầm. Vì thế các bác sĩ hiện nay đều mặc blue trắng khi khám bệnh nhưng lại vào phòng giải phẫu với trang phục toàn xanh.